Rồi tiếp theo mình sẽ cùng nhau làm một cái bài đầu tiên là dùng một cái layout khác là mình dùng constraint layout. Bài lần trước mình đã dùng cái layout, cái related layout, rồi bây giờ mình dùng constraint layout. Thì dùng constraint layout chủ yếu là chúng ta sẽ kéo thả ha. Thì nãy giờ mình đã design, mình đã thiết kế rồi, thì chủ yếu là chúng ta kéo thả, chúng ta lấy cái edit text, cái này là hai, này là edit text, chúng ta kéo ra màn hình và chúng ta làm giống như trình bày của thầy. Nhưng mà có một cái khác là chúng ta dùng constraint layout, chúng ta phải nail nail những cái này lại với nhau để làm gì, để khi mà chúng ta build nó sẽ không di chuyển. Chúng ta nail có thể là 3 4 phía để khi mà chúng ta build nó sẽ không di chuyển qua lại lên xuống. Thì đó đó thì vừa rồi thì mình dùng kéo thả là chính, nhưng mà chúng ta vẫn có một đoạn test. Thì chúng ta vẫn đặt cái ID, chúng ta vẫn đặt cái ID number 1, number 2 ngay đây. Đầu tiên chúng ta đã khai báo là constraint layout rồi, chúng ta cũng có cái border layout, chúng ta lên mạng lên tải thôi. Sau đó chúng ta sẽ copy vô cái drawable đây nè, ở mình tải hai cái folder, rồi chúng ta làm một cái layout một stream, tức là cái layer này nè, nó cách cái màn hình cách là 15 dB ha. Rồi tiếp theo đó là dùng edit text, edit text number 1, edit text number 2. Thì chúng ta cũng vẫn dùng như cái layout kia thôi, nhưng mà nó chỉ khác một điều là chúng ta sẽ nail nail những cái này lại với nhau để nó không di chuyển, nail những này lại với nhau nó không di chuyển, và mình sẽ build cho các bạn thấy. Thì nó cũng dùng những cái lệnh cơ bản thôi, không không có gì thay đổi so với related layout hết ha. Tầm rất đông đó, thì mình sẽ view cho các bạn thấy. Code thì nó vẫn y chang như là code của kia, không gì thay đổi hết. Đang chạy, đợi xíu. Hơi lâu xíu, không kém. Chuẩn bị xong rồi. Installing APKS là chuẩn bị xong. Rồi, ok. Thử nha. Đấy. Ta nhập số number 1 lên. Đây, nó sẽ ra số lượng. Nhập số 9 đi. Number 2, nhập số 3. 9 cộng 3, 12 đây. 9 chia 3 bằng 6 và 9 chia 3 bằng 3. Đây hai số, ví dụ giờ mình lấy 9 chia 7 đi. Đó. Chia nó là hai số này. Random lấy một trong trên đó. Nó sẽ lấy cho 3 số này. Cảm ơn là chịu vậy ha. Cảm ơn thầy và các bạn đã